Chiều nay tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính quỹ Bộ Tư lệnh Dùng 4 Hải quân, chủ trì buổi gặp mặt trao đổi giao nhiệm vụ cho phóng viên tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Có hơn 90 phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong cả nước sẽ theo tàu ra chúc Tết quân dân quần đảo Trường Sa trong dịp này. Không chỉ đem tình cảm hơi ấm từ đất liền ra giới quân dân Trường Sa, đây còn là điều kiện để đội ngũ phóng viên được tham nhập thực tế, tuyên truyền, phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và không khí chuẩn bị vui xuân đón Tết của quân dân quyền đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, các cơ quan báo chí cũng gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa, chia sẻ với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng bốn hải quân và quân dân các đảo là điểm đến trong chuyến hải trình.